mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa có nơi trên 50 mm. Đến gần sáng ngày mai 8 tháng 6 cho đến ngày 9 tháng 6, khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa gia tăng, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Nền nhiệt cả khu vực trên cao nhất không quá 33 độ. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Có nơi có nắng nóng, thậm chí có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế dao động từ 34 đến 37 độ. Còn các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mức nhiệt có nơi trên 37 độ. Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Nam Bộ với mức nhiệt cao nhất duy trì trong ngưỡng từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào kèm dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên do lợi thế địa hình nên thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn, nên nhiệt dao động từ 29 đến 32 độ. Trên biển khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên cả khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Khu vực tỉnh Quảng Bình, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt vùng đồng bằng ven biển từ 28 đến 34 độ. Vùng núi có nơi nắng nóng nhẹ, mức nhiệt trong khoảng từ 27 đến 35 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết của chúng tôi. Phần nhiệt độ chi tiết các vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai sẽ kẹp lại bản tin này.